Vì sao cô đi tu? Mùa thu năm 2003. Một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu, tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Long nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặc tươi tắn, mỉm cười đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên trước chào hỏi. Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ? Cô vội đáp, A Di Đà Phật, được ạ. Tôi lên tiếng, thưa cô, trông cô còn rất trẻ, vì sao muốn xuất gia? Thế là vị sư nữ đem câu chuyện có thật đáng sợ, do mình đích thân chứng kiến, kể cho chúng tôi nghe. Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X thuộc miền Đông Bắc. Cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư dật. Từ nhỏ tôi chỉ cắp sách đi học mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi thì làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi thì làm việc trong cơ quan chính phủ. Con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có cha mẹ thân thuộc, yêu thương, gia đình êm ấm, trong nhà không có gì phải sầu lo, mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố, khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm lương chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc 46 tuổi, niên phủ lực cường. Quá khứ ông làm ở công ty lương thực, sau chuyển qua kinh doanh địa ốc, ông giàu vô kể, sở hữu ức vàng tài sản. Làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó, ông chơi cổ phiếu bị thua đầm. Hôm đó chỉ trong 15 phút, mà phải đền hơn 470 vàng. Ông bị đả kích quá lớn, nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi. Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà giờ nhìn ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m, sắc da như màu đất, hình màu giống hệt lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay đây là ông Tổng. Lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều theo đến đó. Tôi không thể nhắm mắt, vì hệ vừa nhắm mắt thì nhức đầu không chịu nổi, mà dù nhắm mắt cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường nên cử người theo canh chừng tôi suốt ngày, mà tình huống tôi nhìn thấy bọn họ không ai thấy, nên dù tôi có nói có diễn tả cảnh mình thấy cũng chẳng ai tin. Tôi muốn trốn ông Tổng cũng trốn không xong. Tôi đạp phi cơ đến Bắc Kinh hay đi Thanh Đảo thì cũng có ông đeo theo. Cảnh tượng này hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là từ sau khi ông chết đi, cứ 7 ngày là trong một tuần, mỗi khi qua một thất, trước mắt tôi lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ. Thấy ông bị hành phạt thê thảm, đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy ngục tốt định kéo lôi hai tay ông nhặt vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ông kêu la thảm thiết. Khi tay ông được rút ra rồi, nó cong vèo đỏ bỏng như sắc nung vậy. Người cũng có rụng quắc queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông chân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm dề. Tiếp theo tuần thứ 5, 6, 7 lại thấy ông bị đau phanh thây mổ bụng móc mắt cưa chân. Thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lợn tiếng kêu rên van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, đâu biết làm sao để cứu ông. Trong suốt 100 ngày cuối cùng, thẳng cảnh hiền, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng, tượng màu trang nghiêm, thù thẳng không gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái thanh tịnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sắc rực rỡ trước mắt. Thân tâm lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái vàng bồi. Chỉ nghe Bồ Tát
Quan Âm tha thiết bảo, con phải niệm Phật nhé. Rồi ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lại tỉnh người bạn cùng phòng, kể cô nghe cảnh mình thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế là chúng tôi cùng đi mua hương lư vào tượng Quan Thế Âm. Lúc tôi đốt cây hương đầu tiên thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt hợp thành nhất thể với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi nghe ngài dạy, hãy đến Bảo Hoa Từ đi. Bảo Hoa Từ ở Liêu Ninh, tỉnh Đài Liên. Thế là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Từ. Sư trong chùa giống như biết trước tôi sẽ đến. Vừa gặp tôi liền bảo, ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói, con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông Tổng. Khi đó tôi cảm thấy đài địa chấn động. Thấy ông Tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay, giống như kêu cứu vậy. Siêu đồ xong, sư bảo tôi, ông Tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường lân cận thì tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt. Tôi không hiểu vì sao lại có chuyện này. Về đến chùa thỉnh giáo sư phụ, ngài nói, con lừa này chính là tổng giám đốc của các con đó. Thế là thân thích bằng hữu vội đi khắp nơi tìm con lừa, nhưng tìm không được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa sụt dây trọi chạy đến cổng chùa. Mặc người lôi kéo hay đánh đuổi, nó kêu không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tòa thiền, nhưng ngài vẫn bảo tôi, bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng. Con lừa thấy tôi vội chạy đến, kêu lên và chảy nước mắt. Tôi bảo nó, ngươi là tổng giám đốc X phải không? Nếu phải thì gật đầu nha. Nó nghe và hiểu lời tôi nói, liền gật gật đầu. Sau đó tôi bảo, ta quy y cho ngươi, hãy lắng nghe nhé. Tôi liền làm theo cách sư phụ dạy, quy tam bảo cho con lừa. Làm lễ xong tôi nói, bây giờ hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước. Tôi theo sau nhìn nó đi trên đường giống hệt như ông Tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi rồi nhìn ông chủ, ý như muộn bảo tôi đây là chủ nó. Tôi hỏi ông ta con lừa sinh lúc nào. Khi ông nói ngày tháng năm, tính ra đúng hợp với thời gian siêu đồ ông Tổng. Ngay đó tôi tin chắc đây là ông Tổng từ địa ngục thoát ra và sinh vào loài súc sinh trong nhân gian. Sau đó người nhà ông Tổng đến chùa con lừa đem nó phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người. Nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực to, khoảng 7.000 vàng. Nhưng ông Tổng lúc còn sống đã có ý định không muốn trả. Cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên đồng địa này và những người ở công ty đều tận mắt chứng kiến cả rồi, thì ông phó tổng giám đốc công ty liền tự động hưởng ngân hàng đền trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong, công ty này vẫn còn dư tiền. Thân nhân bằng hữu và các đồng nghiệp của tôi sau sự cố đó đa số đều quy y Phật môn. Do tôi đích thân trải qua sự kiện này vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật không dối, thâm hiểu luật nhân quả báo ứng không sai mảy may. Vì sao ông Tổng đọa địa ngục nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông, tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vàng tài sản chăng nữa, thì một khi chết đi rồi, chẳng mang được một xu. Đúng như cổ nhân thân từng nói, vàng thử chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đeo theo mình. Tôi từ nhỏ sinh trong nhà giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế. Tính ra các loài vật từ bay trên trời, đi giữa đất, bơi trong nước,
Không gì mà tôi chưa ăn qua, nghiệp ác đã tạo của nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ quyển thân bị đọa địa ngục, thì ai sẽ cứu chúng tôi ra đây? Thế là tôi hạ quyết tâm phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện, vẫn còn rất xúc động, bùi ngùi thở dài. Chúng tôi biết câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mạnh liệt. Vì những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thầy đều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thực do vị sư nữ vừa kể ra đây là xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thực, việc thực rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạt vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc.